Vì sao ông Trịnh Văn Quyết bị bắt? Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã thao túng thị trường chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư. Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bốt và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hành vi trên của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại điều 211 Bộ luật hình sự. Trước đó ngày 18 tháng 1, Ủy ban chứng khoán nhà nước Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết có địa chỉ B30BT6 đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông Trịnh Văn Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, căn cứ quy định tại khoản 3 điều 5, điểm h khoản 5 điều 33 Nghị định số 156/2020 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Nghị định số 156/2020 được sửa đổi. Bổ sung theo quy định tại khoản 4 điều 1, khoản 27 điều 1 Nghị định số 128/2021 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020, Nghị định số 128/2021. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch tập đoàn FLC bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, thực hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10 tháng 1. Bên cạnh đó, ông Trịnh Văn Quyết còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng, quy định tại điểm B khoản 7 điều 33 nghị định số 156 2020 không được sửa đổi, bổ sung cho quy định tại khoản 27 điều 1 nghị định số 128 2021. Thông tin từ cơ quan quản lý cho biết thêm, Ủy ban chứng khoán nhà nước đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 1. Trước đó, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã và quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của Trịnh Văn Quyết nhằm ngăn ngừa ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định sau khi Hầu có báo cáo về sự việc. Chiều ngày 11 tháng 1, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản chỉ đạo Hầu thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng 1 của ông Trịnh Văn Quyết và hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư. Việc hủy bỏ giao dịch căn cứ quy định tại khoản 1 điều 33 thông tư số 96. 2020 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Bước đầu ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 qd vpcq các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan, các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn theo quy định pháp luật.